Xuân Quý Mão Tết 2023. Dạy, nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứ thiện được an lạc. Kinh Pháp Cú 118. Ý nghĩa cuộc sống qua lời dạy Đức Phật: không làm mọi điều ác, thành tựu các hành lành, tâm ý giữ thanh tịnh. Chính lời chư Phật dạy. Kinh Pháp Cú. Tịnh xá Ngọc Giang. Sáng ngày 1 tháng 1 năm 2023, nhân nhân còn lang thang ngoài đường nữa quý vị. Không vội, vội tại lập nhà máy gần gỡ nhau quý vị. Tập trung lên thuyền vào bờ. Giờ thì nhân đang chạy đi chùa quý vị. Đi mấy ngôi chùa để xin lộc xin tài, như lấy lọc của các thầy các sư là lì xì quý vị. Nói tóm lại là đi kiếm bao lì xì á cho để trẻ thơ cùng quê áo mới, cho những người lớn lì xì trẻ con. Tất cả mọi người hân hoan đón xuân năm mới này an khang hạnh phúc. Chào cả nhà. Thì hiện tại là giờ này là 4 giờ rưỡi sáng quý vị, ngày mùng 1 Tết. Đó. Giờ này mà Nhân còn đi lang thang ngoài đường nữa quý vị. Đi từ lúc mà đêm giao thừa tới giờ luôn. Đó, hiện tại Nhân đang ở cái phố đi bộ ở đường Hai Bà Trưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đây phía sau quý vị. Ở đây người ta trang trí rất là đẹp quý vị. Đó, ở bên kia nữa. Và ở bên đây là một cái nhà thờ quý vị. Chung là cái nhà thờ rất là lớn nha. Nữ Vương Hòa Bình. Đây là cái ngôi nhà thờ lớn nhất ở thành phố Long Xuyên. Đó quý vị thấy, rất là đẹp. Đi đầu bùi nhùi hết quý vị, nói chuyện không ra tiếng luôn. Nhân đi chùa quý vị. Chung năm nào Nhân cũng đi để mà cầu bình an cho gia đình, cũng như cầu cho tất cả quý vị xem kênh của Nhân. Năm mới, đầu năm đến cuối năm ai cũng có lộc có tài và ai cũng nhiều sức khỏe. Đó, thì Nhân làm nghề quý vị thì quý vị cũng đã biết rồi, Nhân làm hết cái tâm của mình. Mong muốn của Nhân là mang lại cái tài cái lộc cho quý vị xem kênh của Nhân mỗi ngày, ai cũng được vui vẻ hết. Thì cái động lực của Nhân đó chính là được tất cả quý vị thương mến, anh chị em nào ai chưa like mỗi người cho Nhân xin một like, ai chưa có đăng ký kênh thì đăng ký kênh. Rồi, một năm đã trôi qua nữa rồi quý vị, không biết quý vị sao chứ Nhân vẫn lang thang ngoài đường. Đó quý vị thấy. Ở đây là trang trí đẹp lắm nha. Rất là đẹp quý vị thấy không? Đó, ai mà có người yêu đó, có rể đó ha. Gia đình rồi đó quý vị, đến đây chụp hình thì thôi, có những cái tấm ảnh lưu lại kỷ niệm ngày Tết quý vị, rất là đẹp. Đó quý vị thấy. Đẹp dữ lắm nha. Đó. Hay giờ này chắc nghỉ ngủ luôn rồi quý vị ơi. Chắc giờ này Nhân đi kiếm chỗ Nhân uống ly cà phê cái Tết luôn này. Tết ngày mùng 1. Đêm giao thừa Nhân đi tới giờ luôn, chưa có về nhà nữa quý vị. Quý vị thấy đó. Đệ tử của Nhân nó về nó ngủ rồi. Thì Nhân lấy xe đi cúng chùa. Được
các thầy quý vị, các cô, sư cô trong chùa lì xì quá trời luôn quý vị ơi. Năm nay vô mánh luôn. Đây quý vị thấy không? Ôi ôi. Đó. Đâu cả chừng mười mấy tấm quý vị. Mà không biết có cái gì ở trong thì nhân chưa có coi, nhân không biết nữa quý vị. Trời ơi. Mỗi một tấm vậy, một cái bao vậy 100 đô. Thôi ngon lành luôn. Ngon luôn á quý vị, ngoài giỡn đâu quá trời quá đó con này nó. Vậy với quý vị thấy nhân mang cái túi không? Để đựng bao lì xì quý vị. Rồi, à, nhân à, nói chung thì cũng chúc Tết hết à, anh chị em trong nước ngoài nước hết rồi, thấy không? Đó thì nhân cũng mong á à, bước sang ngày mùng 1 Tết, à, ngày mai tài lộc sẽ rực rỡ tại ngôi miếu bà. Thì nhân cũng có cái lọc ở trên Zalo, cái lọc tổ ha, à, cái lọc của ông thằng Tài. Nói chung là à, hôm qua nhân xin à, ăn được con 79 quý vị. Đó. Và nay nhân cũng có cái lọc, anh chị nào muốn lấy tham khảo thêm thì cứ kết bạn vào số Zalo của nhân ha, hoặc nhắn tin cho nhân để nhân tặng cho lấy lọc đầu năm trên Zalo như trên kênh tại ngôi miếu bà. Đó. Rồi bây giờ thì mỏi tay quá quý vị ơi. À, nhân xin tạm dừng video tại đây. À, cuộc hành trình đêm giao thừa đi hái lộc cho quý vị. À, xin tạm dừng tại đây. Giờ thì nhân đi kiếm chỗ rửa mặt quý vị, uống ly cà phê. Đó rồi đi chúc Tết bà con, à, anh chị gần xa. Đó. Rồi nhân cũng xin chào tất cả quý vị, chúc quý vị một ngày mới, một năm mới cũng như ngày mùng 1 Tết ai cũng vui vẻ, ai cũng thật nhiều sức khỏe và cái quan trọng ai cũng có lộc có tài. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cả nhà đang xem mà nhọn kênh Nhân Trần TV, chúc cả nhà học ngày mới tràn đầy niềm vui, mọi việc đều thành công tốt đẹp. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức là năm cũ đã qua đi, mình bước sang cái năm mới. Thì Nhân cũng xin chúc cho toàn thể anh chị em cô bác trong nước và ngoài nước đang xem kênh của Nhân, ai cũng nhiều sức khỏe, ai cũng được vui vẻ và năm mới ai cũng phát lộc phát tài. Thì hiện tại thì nhân đang có mặt tại một cái ngôi chùa ha, thì kế bên ngôi chùa quý vị biết có cái ngôi miếu bà đó. Thì tối nay ha, sáng nay chứ lộn, thì nhân ngày mùng 1 Tết quý vị ha, à, đầu năm nhân đến xin cái lộc của bà để quý vị tham khảo ngày mai chủ nhật ha. À, miền Nam của mình có Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt, miền Trung đó. Thì cái lọc cái tài của bà hôm qua thì thôi quý vị ơi ha, nói chung thì cũng hơi tiếc ha. Rồi thì anh chị cũng đừng buồn, năm mới rồi cho những cái nỗi buồn vào cái quá khứ, đưa nó vào dĩ vãng đi quý vị, bước sang năm mới cầu mong tài lộc sẽ đến với tất cả quý vị trong nước và ngoài nước khi xem kênh của Nhân. Thì anh chị nào thương mến Nhân, ai chưa like mọi người cho Nhân xin một like, ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để cập nhật chia sẻ những cái video của Nhân lên cho người thân bạn bè cùng xem ha quý vị. Còn bây giờ thì mình tiến vào bên trong ngôi miếu bà ha quý vị, tại vì hồi sớm ở đây lúc giao thừa quý vị xong là đông dữ lắm, ở đây là ngạt hết luôn quý vị, không có chỗ đứng luôn, xe thì thôi ngạt hết luôn. Thì bây giờ thì bà con người ta cũng đã về bớt hết rồi quý vị. Đó, mà chắc giờ này một số anh chị cũng đã ngủ hết rồi ha. Thì cái video này Nhân xin phát lại cho quý vị ngày mai mùng 1 Tết quý vị xem ha, để lấy cái lọc cái tài của bà. Đó, thì Nhân cũng mong xin được cái lọc cái tài đến nha quý vị. Đây là lọc vườn cho quý vị. Dạ, con chào ông Đông Mô Quay Chí Đà, khoảng năm cũ bước sang năm mới, con cầu xin ông thần dòng gia hộ độ trì cho con, cầu được cái lọc xin được cái tài để con cúng Nhân độ thế, giúp người giúp đời bớt đi khổ đau trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con thưa ông, con đi. Trời ơi.
thôi chứ già quá. Hôm nay là ngày 1 tháng 1, bước sang năm cũ, bước sang năm mới. À, con thành tâm thành kính đến ngôi miếu bà, cầu xin bà cảm ứng chứng minh gia hộ được trì và phước văn lộc quan tài năm mới, cho con xin được cái lộc cái tài lớn. À, à, có lộc có tài, con quỳ trở đây con trả lễ cho bà Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mình tiến vào bên trong quý vị. Đây, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì nói chung là giờ này sáng quý vị ha, thì nhân không có thỉnh được trái cây dưới bông, thì nhân chỉ có đem lại cái hũ sông thôi quý vị ha. Thì cũng cầu mong đầu năm bước sang năm mới, nhân làm nghe, nhân làm bằng cái tâm, xin bà cảm ứng chứng minh cho ngày mai ban cho các lập cái tài nghiệp dở ha. Trên kênh nhân trần TV do thì bây giờ nhân xin vào làm lễ để cúng bà, rồi nhân sẽ xin những gì làm lễ xong ha. Có lập cái tài ngày mai nhân sẽ thỉnh trái cây tươi không lại nhân trả lễ cho bà quý vị ha. Thì năm mới đến rồi quý vị ha. Giờ là mùng 1 tháng 1 à, tức là ngày mùng 1 Tết. Giờ anh chị em mình vui vẻ ha. Năm mới ai cũng thật nhiều sức khỏe. Rồi, để nhanh cúng bạc đó quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính lạy Phật Tổ Phật Thầy. Con kính lạy chư vị thần linh năm non bảy núi cùng các vị sắc thần thủ thần các quan tài đất này. Con kính lạy bà chú xứ tại đây. Hôm nay thì nói tướng chủ con vào ngày mùng 1 tháng 1 năm cũ bước sang năm mới năm Quý Mão. Con thành trọng nhân đến đây với cái lòng thành kính để cầu tài cầu lộc cứu nhân độ thế. Xin bà cảm ứng chứng minh ban phước ban lộc ban tài cho con, xin được cái lộc cầu được cái tài ở trên thế sống đúng ngày đúng tháng đúng năm. Thay mặt chúng sinh đến đây xin trả lễ cho bà Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, thì nhân mới vừa làm cái lễ cúng bà xong rồi quý vị. Thì nói chung là giờ này sáng rồi quý vị, 2 giờ gần 3 giờ sáng. Đó, thì quý vị biết rồi, lộc của bà càng phiền linh thiêng lắm rồi quý vị. Đó, ngày mai ai tin tưởng cái lộc tế tài của bà thì tham khảo miền Nam của mình, Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt, miền Trung. Đó, rồi, thì nhân không linh tam linh tinh để quý vị nằm mới rồi mình đánh nhanh rút gọn quý vị. Do nhân giờ mình xin luôn ha quý vị. Đó, đây cũng là cái lộc đầu năm của nhân ha. Thì nhân xin gửi đến anh chị cô bác đang xem ha, tại ngôi miếu bà chú xứ, cầu xin bà linh thiêng ban cho cái lộc cái tài ở trên đời sống này. Ngày mai có lộc có tài còn đến đây còn trả lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Phật nổi tới công chuyện Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi
thì cái lọc của bà ban cho mình, ngày mai quý vị tham khảo là ngày mùng 1 Tết ha, năm Quý Mão, cái lọc là con 38 quý vị. Hồi hồi số rất là đẹp nha. Đây, con 38 lọc của bà chú xứ đó. Rồi anh chị em nào ngày mai tin tưởng cái lọc của bà là con 38 thì mình tham khảo ngày mai miền Nam của mình có Kim Giang, Tiền Giang, Đà Lạt, miền Trung. Rồi ngày mai bà ban cho cái lọc này thì nhân sẽ quay trở đây để trả lễ cho bà ha. Rồi thì đây là cái keo quý vị, cái keo này là nhân thỉnh ở trên bà chú xứ ở Châu Đốc đó. Thì hồi nãy nhân có xin bà chú xứ thánh mẫu ở ngôi miếu này thì nhân xin được con 38, thì bây giờ nhân lấy cái keo này quý vị, nhân sẽ xin keo luôn ha, đó, cho nó chặt quý vị. Trời ơi, đó. Rồi thì bây giờ nhân sẽ vô nhân xin keo quý vị ha, để có bà ban cho mình. Thì ngày mai quý vị tập trung tham khảo lấy lọc ha. Đó, đầu năm tại ngôi miếu bà. Nam mô A Di Đà Phật, con kính lại bà chú xứ cái hoàn tại đất này. Con thiện nam thì sáng xa xôi, hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2023, năm cũ sang năm mới. Con đến đây cũng xin được cái lọc là con 38. Xin bà có cái lọc cái tài này thì bà cho con xin keo. Nam mô A Di Đà Phật. Trời tỷ con chuyện. Quay đi đây. Đây. Thì keo mình xin như thế này là được nha quý vị, để nhân lụm lên. Đây. Đó. Thì keo là mình xin một miếng nằm xuống như thế này và một miếng ngửa như thế này là được nha quý vị. Xin một lần một được là rất là tốt. Đó, thì cái lọc này không, rất có thể ngày mai bà sẽ ban cho mình. Đó, nhân xin keo luôn quý vị, xin keo luôn cho nó chặt luôn quý vị. Đó, con 38 ngày mai cũng đẹp lắm nha quý vị. Đó, ngon lắm, ăn không được thôi chứ ngon dữ lắm. Đó, ngày mai có cầu xin bà lên thiên giúp về con, sắp về con 38 lọc cái tài trên thị xanh để giúp chúng sanh có cái đồng ngang trang trải cuộc sống cho gia đình. Đó, rồi bây giờ nhân xin kết thúc video tại đây chúc cho tất cả quý vị ngày mai trên kênh của nhân ai cũng có lọc có tài. Xin chào và hẹn gặp lại.